Chiều 31 tháng 10, lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể tại đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh, Trung Quốc theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì lễ đón. Tham dự lễ đón có các đồng chí Vương Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao, Hà Lập Phong, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc, chủ nhiệm Ủy ban phát triển cải cách nhà nước Trung Quốc. Lưu Kiến Siêu, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Vương Văn Đào, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thương mại, Quách Nghiệp Châu, Phó trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ngô Giang Hạo, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cùng nhiều đồng chí lãnh đạo ban bộ ngành, cơ quan trung ương và chính hiệp toàn quốc Trung Quốc chào mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hai nhà lãnh đạo chụp ảnh chung và giới thiệu các quan chức hai bên có mặt tại lễ đón. Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bước lên bục danh dự, quân nhạc cử quốc thiều Việt Nam và Trung Quốc. Ngay sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi hội đàm với Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thay mặt Đảng, nhà nước, chính phủ và nhân dân Trung Quốc nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Trung Quốc, bày tỏ vui mừng được gặp lại Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau 5 năm. Đồng chí Tập Cận Bình cho rằng chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt đối với hai nước và quan hệ Việt Nam Trung Quốc, nhấn mạnh việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là lãnh đạo đầu tiên Trung Quốc được đón tiếp sau Đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc và việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc đầu tiên sau Đại hội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện sự coi trọng cao độ quan hệ hai Đảng hai nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, lãnh đạo và nhân dân Trung Quốc về sự đón tiếp chu đáo trọng thị thân tình và hữu nghị. Trong bầu không khí chân thành thẳng thắn, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về tình hình mỗi đảng, mỗi nước và quan hệ giữa hai đảng hai nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng một lần nữa chúc mừng thành công của Đại hội lần thứ 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúc mừng đồng chí Tập Cận Bình được Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc tín nhiệm tiếp tục bầu làm Tổng Bí thư khóa 20, xác lập là hạt nhân lãnh đạo của Trung ương Đảng và trong toàn Đảng Cộng sản Trung Quốc, đánh giá Đại hội 20 là kỳ đại hội quan trọng, có ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển của Trung Quốc, mở ra hành trình mới xây dựng đất nước hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc vào năm 2035, hướng tới thực hiện mục tiêu phấn đấu 100 năm thứ hai. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng, núi sông liền một dài, đều là nước xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Tình hữu nghị truyền thống Việt Nam-Trung Quốc do chủ tịch hồ chí minh và chủ tịch mao trạch đông cùng các vị tiền bối cách mạng hai nước dày công xây dựng và vun đắp là tài sản chung quý báu của hai đảng hai nước và nhân dân hai nước việt nam cảm ơn sâu sắc về những giúp đỡ to lớn quý báu của đảng nhà nước và nhân dân trung quốc đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc của việt nam cũng như trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ngày nay việt nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với trung quốc về chính sách đối ngoại, Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương quan hệ, kết hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc với sức mạnh thời đại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhiệt liệt chúc mừng thành tựu mà Việt Nam đã giành được trong thời gian qua, đặc biệt là trong triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đánh giá cao việc đại hội đã đề ra những mục tiêu phát triển đường lối trong các lĩnh vực trong các giai đoạn đến năm 2025, 2030 và đến năm 2045 dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước. Đồng chí Tập Cận Bình bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, nhân dân Việt Nam nhất định sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Đảng lần thứ 13 đề ra sẽ sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định, Đảng, chính phủ và nhân dân Trung Quốc coi trọng cao độ quan hệ với Việt Nam, mong muốn và sẵn sàng nỗ lực cùng Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam tiếp tục không ngừng tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Trung phát triển lành mạnh, ổn định theo phương châm láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài hướng tới tương lai và tinh thần láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt, không ngừng đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Hai tổng bí thư bày tỏ vui mừng về xu thế phát triển lành mạnh và đánh giá cao những tiến triển tích cực của quan hệ giữa hai đảng hai nước trong thời gian qua. Trong điều kiện khó khăn của đại dịch Covid-19, hai bên vẫn tiếp tục duy trì thường xuyên các cuộc gặp gỡ, trao đổi cấp cao. Từ đầu năm 2020 đến nay, hai đồng chí Tổng Bí Thư đã bốn lần điện đàm và nhiều lần trao đổi thư điện nhân các sự kiện chính trị quan trọng của mỗi bên. Hợp tác giữa các ban ngành của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Nhân đại, Mặt trận Tổ quốc, Chính hiệp, Quốc phòng, Công an được thúc đẩy hiệu quả thực chất. Các địa phương của hai nước, nhất là các địa phương khu vực biên giới, đã nỗ lực duy trì hợp tác thiết thực, tăng cường quan hệ hữu nghị. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là điểm sáng trong quan hệ hai nước. Việt Nam liên tục là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và thương mại Việt Trung, chiếm 1 phần tư tổng kim ngạch thương mại Trung Quốc ASEAN, đối tác thương mại thứ sáu của Trung Quốc trên thế giới. Vướng mắc trong một số dự án hợp tác giữa hai nước được tháo gỡ, trong đó, dự án đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông đã chính thức đưa vào sử dụng, vận hành hiệu quả. Hợp tác phòng chống COVID-19 đạt hiệu quả thiết thực. Hai bên cho rằng, trong bối cảnh các cuộc khủng hoảng và bất ổn đang diễn ra tại nhiều nơi trên thế giới hiện nay, sự phát triển ổn định và những thành tựu mà Việt Nam và Trung Quốc đạt được có ý nghĩa rất quan trọng đối với hai nước và nhân dân hai nước. Hai nhà lãnh đạo đã đi sâu trao đổi về các định hướng lớn nhằm tăng cường tin cậy, củng cố hữu nghị, nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, duy trì hòa bình ổn định trên biển, đưa quan hệ Việt Nam Trung Quốc tiếp tục phát triển lành mạnh, ổn định, bền vững trong thời gian tới. Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao thường xuyên giữa lãnh đạo hai đảng hai nước nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, kịp thời trao đổi giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quan hệ song phương, duy trì cục diện hữu nghị và đà phát triển lành mạnh, ổn định của quan hệ Việt Trung. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường và phát huy vai trò định hướng chiến lược của quan hệ kênh đảng, đi sâu hợp tác, trao đổi lý luận giữa hai đảng, triển khai hiệu quả kế hoạch hợp tác giữa hai đảng và kế hoạch hợp tác đào tạo cán bộ giữa hai đảng giai đoạn 2021-2025 tăng cường trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác cán bộ, phòng chống tham nhũng cũng như kinh nghiệm về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Hai tổng bí thư đồng ý sẽ phát huy và nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có giữa hai Đảng hai nước, nhất là gặp gỡ cấp cao, Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Trung nhằm xác định phương hướng và trọng tâm hợp tác phù hợp với nhu cầu và lợi ích của hai bên. Góp phần thực hiện hiệu quả các thỏa thuận và nhận thức chung quan trọng giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng hai nước. Tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác trao đổi giữa Quốc hội Việt Nam với nhân đại toàn quốc Trung Quốc, mặt trận Tổ quốc Việt Nam với chính nghiệp Trung Quốc, làm sâu sắc thêm hợp tác trên các lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, an ninh, tăng cường hợp tác giữa các lực lượng biên phòng và thực thi pháp luật hai nước, phối hợp hiệu quả tại các diễn đàn đa phương. Trong cuộc hội đàm, hai tổng bí thư cũng đi sâu trao đổi về các lĩnh vực hợp tác thực chất, nhất trí cần thúc đẩy mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển quan hệ song phương nhấn mạnh Việt Nam Trung Quốc là đối tác thương mại rất quan trọng và giàu tiềm năng của nhau. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Việt Nam đặc biệt coi trọng thị trường Trung Quốc, mong muốn tăng cường xuất khẩu sang Trung Quốc các mặt hàng mà Việt Nam có thế mạnh, mong muốn Trung Quốc tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ triển khai thủ tục mở cửa thị trường cho các mặt hàng nông lâm thủy sản của Việt Nam, đồng thời duy trì hạn mức hàng hóa Việt Nam quá cảnh Trung Quốc đến nước thứ ba bằng đường sắt, tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác vận tải hàng không, đường bộ và đường sắt. Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp lớn có trình độ khoa học công nghệ cao của Trung Quốc mở rộng đầu tư vào Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định, Trung Quốc sẽ nỗ lực duy trì và phát triển quan hệ thương mại Trung Việt theo hướng ngày càng cân bằng hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản sang thị trường Trung Quốc trong thời gian tới hai bên nỗ lực giải quyết những vấn đề còn tồn động trong quan hệ hai nước, tăng cường hợp tác về năng lực sản xuất và tích cực thúc đẩy kết nối khuôn khổ hai hành lang một vành đai với sáng kiến vành đai và con đường trên cơ sở phù hợp với nhu cầu, lợi ích và chiến lược phát triển bền vững của mỗi bên. Nhất trí mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, khoa học công nghệ, y tế. Phía Trung Quốc cam kết cung cấp cho Việt Nam không dưới 1.000 suất học bổng chính phủ, đào tạo không dưới 1.000 giáo viên tiếng Trung cho Việt Nam hai đồng chí tổng bí thư đã đi sâu trao đổi nhiều vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm hai đồng chí tổng bí thư nhấn mạnh tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước là nền tảng xã hội và là nguồn sức mạnh cho quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp bền vững lâu dài hai đồng chí đề nghị mỗi bên tiếp tục tạo điều kiện đi lại cho người dân hai nước sớm khôi phục các chuyến bay thương mại hợp tác du lịch giao thương tiếp tục tạo điều kiện để các địa phương nhất là các địa phương biên giới hai nước tăng cường giao lưu hợp tác đồng thời mở rộng hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam với một số địa phương giàu tiềm năng của Trung Quốc. Về vấn đề biên giới lãnh thổ, hai bên nhất trí tăng cường hiệu quả đường biên giới theo các văn kiện, thỏa thuận ký kết giữa các bên, thúc đẩy sớm vận hành thí điểm hợp tác du lịch tại khu cảnh quan thác bản dốc Việt Nam, Đức Thiên, Trung Quốc. Về vấn đề trên biển, hai đồng chí Tổng Bí Thư cùng cho rằng đây là vấn đề tồn tại trong quan hệ hai nước. Việc duy trì hòa bình ổn định trên biển có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của cả hai đảng hai nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị hai bên tuân thủ nhận thức chung cấp cao, tôn trọng lợi ích hợp pháp chính đáng của nhau, giải quyết tranh chấp bất đồng bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, phát huy tốt các cơ chế đàm phán trên biển, thúc đẩy phân định và bàn bạc về hợp tác phát triển, thực hiện đầy đủ hiệu quả DOC, phấn đấu xây dựng COC thực chất hiệu quả phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Thay mặt Đảng và Nhà nước Việt Nam, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng mời đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sớm thăm lại Việt Nam trong thời gian gần nhất. Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời. Kết thúc hội đàm, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chứng kiến các văn kiện đã được các ban, bộ, ngành địa phương hai nước ký kết trong chuyến thăm. Cũng trong chiều 31 tháng 10, tại Đại lễ Đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Tổng bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì buổi lễ trao huân chương hữu nghị của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tặng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tiếp đó, Tổng bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trân trọng mời và cùng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dự tiệc trà. Đây là cử chỉ đặc biệt thể hiện sự coi trọng và thiện chí của nhà lãnh đạo hạt nhân của Trung Quốc mong muốn tăng cường sự gần gũi, tin cậy với lãnh đạo cao nhất của Việt Nam. Trong không khí vui vẻ, thân tình, hữu nghị Hai tổng bí thư cùng ôn lại về tiệc trà thân mật tại Đại lễ đường Nhân dân trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tháng 1 năm 2017 và tiệc trà tại khu di tích nhà sàn Bắc Hồ thủ đô Hà Nội trong chuyến thăm chính thức Việt Nam vào tháng 11 cùng năm 2017 của Tổng bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai tổng bí thư cùng nhìn lại những bước phát triển lớn trong quan hệ giữa hai đảng hai nước thời gian qua, bày tỏ vui mừng về những thành tựu tích cực đã đạt được, nhất trí cùng nhau nỗ lực tăng cường giao lưu, làm sâu sắc thêm tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước đưa quan hệ hai nước tiếp tục phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững. Hai đồng chí tổng bí thư khẳng định, trong sự tương đồng về văn hóa, trong đó có văn hóa trà, mỗi nước đều có sắc thái độc đáo riêng thể hiện sự phong phú đa dạng. Tối 31 tháng 10, tại đại lễ đường nhân dân, tổng bí thư chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì tiệc chiêu đãi trọng thể chào mừng tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm chính thức Trung Quốc.